được lời không? Ngày hôm nay cô ấy chẳng quan tâm gì mấy, chỉ cần một người để yêu thương lúc này. Ngày hôm nay cô ấy muốn đi để mua một bó hoa trang trí nơi đẹp nhất trong đời. Cô ấy hay buồn lắm, nên nghe cô ca ngày xưa. Như bóng khi trời đông, như bóng tay ấm lòng và một cõi thật quay xong rồi đăng lên TikTok không? À, nghe là đăng lên nhá. Mấy tuổi rồi? Hết năm rồi, có người yêu chưa? Úi giời, có rồi, ghê thế nha. Hồi lớp 5 nhập cháu cho các em chú còn chưa có người yêu đâu. Đây, nhớ khoe hình người yêu chụp với chú nha. Ok, cảm ơn. Cô ấy hay buồn lắm, hình nghe những câu ca ngày xưa. Một lúc khi trời đông, nhớ bóng tay ấm nồng và ôm cô ấy thật lâu. Người ấy vì thương tôi, chờ đợi tôi cũng lâu rồi. Mà tình yêu cứ xa vời, nên cô ấy ngừng đợi. Ngày ấy gần bên thôi, một giây thôi cũng chẳng dài. Nhưng vì lo nghĩ cuộc đời, nên mới cách xa thôi. Dành thời gian cho em nhiều hơn. Sao anh? Mọi ngày hả? Thế cũng như vậy đó. Lúc thì lâu lâu có thằng em thôi. Do thời gian qua có rất là nhiều người bạn đã sử dụng bột yến mạch mà Hùng đang bán, cho nên ngày hôm nay Hùng sẽ làm cái clip 1 phút này để review lại thêm một lần nữa. Và như mọi người thấy thì bây giờ Hùng đã massage sẵn ở trên mặt rồi. Bây giờ thì Hùng sẽ rửa mặt cho các bạn xem nhé.
chúng ta sử dụng bột yến mạch thay cho sữa rửa mặt. Đó, rửa mặt lại sạch với nước. Và mọi người thấy đấy, tuy Hùng là con trai và hơn 2 năm nay Hùng thức khuya nhưng mà da mặt Hùng rất là căng mịn và trắng sáng. Đó là do sử dụng bột yến mạch. Và em gái của Hùng là Trà Đặng cũng đang sử dụng sản phẩm này. Do trên TikTok không có nhiều thời gian nên nếu bạn nào chúng ta cần hãy liên lạc với Facebook của Hùng là Trần Quang Hùng, giống như trong cái tấm hình đại diện, để Hùng có thể tư vấn cho các bạn rõ hơn và các bạn có thể đặt hàng nhé. Xin chào, xin cảm ơn. Hãy sử dụng bột yến mạch để có làn da đẹp. Yeah.